Tại một trong những buổi thảo luận thuộc COP21 thì các chuyên gia khẳng định để thích nghi và hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, chúng ta sẽ phải thay đổi thói quen ăn uống sao cho thân thiện với môi trường hơn. Các nhà khoa học cho rằng xét cho cùng biến đổi khí hậu xuất phát từ hoạt động của con người, nhiệt độ trái đất tăng cao cũng là do khí thải từ sinh hoạt sản xuất. Khí hậu ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống thực phẩm của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta ăn đều xuất phát từ sự hỗ trợ phát triển của ánh nắng mặt trời, nước, nhiệt độ, vân vân. Khí hậu thay đổi, nguồn thực phẩm cũng sẽ thay đổi. Sẽ có những loài động thực vật sẽ trở nên khó nuôi trồng hơn khi nhiệt độ tăng cao. Giáo sư Lieberman đến từ Đại học Arizona, Mỹ cho biết kết quả của biến đổi khí hậu sẽ là những nguồn lương thực thiết yếu như gạo và lúa mì hay những thực phẩm rất được ưa chuộng sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Lấy ví dụ như sô-cô-la. Sô-cô-la làm từ ca-cao, nhưng cây ca-cao lại rất nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Chúng ta sẽ chứng kiến chất lượng ca-cao giảm đi, nhưng giá sẽ đắt hơn, hay cà phê cũng vậy. Các nhà khoa học tại COP21 khuyến nghị nhiều cách để thay đổi thói quen ăn uống sao cho thân thiện với môi trường hơn, chẳng hạn như tiêu thụ những loại thực phẩm nào mà quá trình sản xuất ra nó không tiêu tốn quá nhiều nước, hoặc giảm tiêu thụ thịt. Bên lề hội nghị COP21, một doanh nghiệp Mỹ cũng đã giới thiệu một sản phẩm burger vị thịt nhưng được làm hoàn toàn từ thực vật. Chiếc bánh Impossible Burger này được làm từ những nguyên liệu rất có chọn lọc. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng những loại nguyên liệu nào có thể kết hợp tốt với nhau và tạo ra cảm quan như một chiếc burger thông thường. Đại diện công ty sản xuất ra chiếc bánh cho biết mất $5 để ra được một thành phẩm, nhưng trong tương lai khi sản xuất đại trà và được ưa chuộng, giá thành có thể rẻ hơn. Hiện tại, tiêu thụ thịt vẫn không ngừng gia tăng ở Mỹ, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.